những người có tiền cắt tóc kiểu. Ê, xong rồi đó, bây giờ muốn bút kiểu nào? Muốn bút quát loại nào? Bút cho em cái quát nào mà sang sang, bút giờ biết sang liền luôn. Sang chảnh luôn. Quát nào nhìn vô là biết nhà giàu luôn. Muốn bút kiểu nào? Cái kiểu mà cháy thì cháy luôn, cháy tới đỉnh luôn. Ok. Bài này được không? Đó là sang chảnh lòng. Nhà giàu mới chơi quán này á. Tại bây giờ hút được không? À. Thấy không? Thơm không? Bọc mùi luôn á. Thơm mà. Ok. Chỉ sao vui mà không sầu đau, tiền nhiều trong túi, tiền thật nhiều trong ví, ta vẫn cứ lâu đâu, để khi nước mắt rơi lấy tiền mà lau. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để làm gì?